Sơn Tùng MTP có đạo nhạc và nếu như có đạo nhạc thì sẽ bị xử lý như thế nào? Phúc sẽ giải đáp với mọi người trong video này. Thì đối với trường hợp này, để xác định một ca khúc có được xem là đạo nhạc hay không á, thì nó phải là những người có chuyên môn, hay đúng hơn là một cái chuyên gia nào đó, người ta thẩm định về âm nhạc, người ta kiểm tra, kiểm chứng. Và bên cạnh đó cũng phải có cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như cục bản quyền tác giả, người ta sẽ vào cuộc để người ta xác định được xem đây có phải là cái trường hợp đạo nhạc hay không. Nếu như Sơn Tùng MTP thật sự đạo nhạc thì lúc này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại điều 18 của nghị định 131 năm 2013. Mức xử phạt dao động từ 35 đến 50 triệu đồng đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được sự đồng ý của tác giả, và đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp như là buộc tháo dỡ hoặc là tiêu hủy đối với những cái tác phẩm được đăng tải trên mạng xã hội này. Và một cái lưu ý dành cho các bạn đó là trong thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ bị dư luận và những cái bạn khán giả anti fan nói về cái trường hợp đạo nhạc này thôi, nhưng mà vẫn chưa có một cái cơ quan hay là một người có thẩm quyền nào đó để xác nhận có phải là đạo nhạc hay không. Và các bạn biết đó, âm nhạc giống như là một cái gì đó sáng tác một cách tự do, cho nên đó là nhiều khi có những cái bản nhạc đó, nó có sự đồng điệu với nhau, nó có sự tương đồng với nhau, chúng ta nghe loáng thoáng giai điệu thì nó có một chút na ná, nhưng mà không hẳn là đó là đạo nhạc. Bởi vì đạo nhạc nếu mà đạo 100% thì không nói đi, còn nếu có sự trùng hợp với nhau giống ở một cái mức độ phần trăm nào đó thì cần phải có một cơ quan giám định, thẩm định đàng hoàng thì mới ra kết quả được. Do vậy thì Phúc hy vọng rằng tất cả chúng ta nếu như muốn biết kết quả như thế nào thì vẫn hãy chờ xem là những người trong cuộc người ta sẽ giải quyết như thế nào. Nếu mà các bạn muốn cập nhật thêm những thông tin và quy định mới pháp luật liên quan đến đối với cái trường hợp của Sơn Tùng MTP có đạo nhạc hay không trong thời gian tới, thì hy vọng là các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ cái clip này. Cảm ơn các bạn.